Hello mọi người, mình là Thái đây. Mình hôm nay mình quay cho các bạn xem mấy con Barbie của năm 2024 nha. Năm 2024 này thì giá nó mềm thôi. Barbie Ken thì 250 một em, Get thì 320k một em. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình nha. Rất dễ chơi luôn mọi người ơi. Green thì xanh sáng, ghét thì đỏ lờm. Đó, mình bao được cái nha. Mình biết được cái. Size này coi được cái rất là dễ. Không nhầm đâu. Bạn nào thích được cái thì alo mình. Đó, mình quay chiều này thì nó hơi phản ngược, ánh sáng thì nó tối. Mình ship tận nhà nha, nhận hàng thanh toán, các bạn không cần lo gì hết, chỉ nhận hàng thanh toán nha. Bây giờ mình có dịch vụ đó rồi, thì sẵn tiện mình quay mấy con bự các bạn xem luôn. Ginget thôi, năm nay mình có sản xuất ra tô ghét, nhưng mà con cá tơ đó nó đẻ ấp không có thành công cho nên thì không có. Đây là con tô hon hai bô ghét, và đây là con bờ lu nè. Đây bờ lu bót si bồ hết si nào đó. Con này là đực, mình đang kiếm con cái mình làm ra chino 4 màu cơ bản: green, blue, albino và chino. Đây là con albino cái của mình lỗi đuôi 700k nha. Bạn nào có nhu cầu thì alo mình nha. Rồi, xin chào các bạn. Hello, xin chào.